Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 004. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11. Chuyên đề bài toán tìm sản phẩm khử của HNO3. Thế thì bài toán này của thầy, để xử lý được nó, việc đầu tiên là chúng ta phải xác định được HNO3 có những sản phẩm khử gì. Ở đây thầy có là thứ nhất là khí N2, NO2, NO, N2O và N2. Và ngoài ra còn có một sản phẩm nữa là NH4NO3. Thế phương pháp giải loại toán này thì thầy gọi K là số E mà khí nhận. Nó sẽ bằng số mol E của riêng khí nhận chia cho số mol của khí. Nếu như giá trị K này bằng 1 thì nó là khí NO2, bằng 3 là khí NO, bằng 8 là khí N2O và bằng 10 là khí N2. Nếu nó không nằm trong các giá trị này thì sản phẩm khử cần tìm phải là NH4NO3. Đó. Thế thì bài toán này xử lý nó như thế nào? Ốp vào bài toán này thầy có như sau. 3,76 gram, thầy tính được số mol của Mg và MgO. Cộng HNO3, thầy có ra 23 gram. Hỗn hợp gồm có NH4NO3, MgNO3 tất cả 2 lần. Lý do vì sao thầy phát hiện ra NH4NO3 rất đơn giản thôi. Người ta không nói gì đến sản phẩm khử duy nhất mà chỉ nói khí duy nhất, do đó là khẳng định luôn có thể là N4N3. Dấu hiệu thứ hai là các em thấy xuất hiện thằng răng vẩu magie đây. Như vậy chắc chắn rằng nghĩ đến NH4NO3 rồi. Khí bay ra là khí NXOY, nhưng người ta không yêu cầu tìm khí, người ta yêu cầu tìm số mol HNO3 phản ứng. Thì thầy dùng công thức giải nhanh. HNO3 sẽ bằng 10 lần NH4N3 và một hệ số lưỡi của khí này. Như vậy tóm lại, muốn tìm được HNO3, các em phải tìm được khí này. Thế tìm khí này bằng cách nào? Thầy có như sau. Đầu tiên thầy bảo toàn nguyên tố magie, thầy tìm ra được số mol của muối MgNO3 hai lần là 0,15. Tổng magie ở đây cộng vào. Bảo toàn khối lượng lấy 23 gram trừ đi khối lượng MgNO3 hai lần chia 80 thì ra số mol NH4NO3 là 0,01. Như vậy kết quả là thầy có là số mol E của riêng khí nhận sẽ bằng tổng số E cho của magie trừ đi số mol E của NH4NO3 nhận thì ra còn lại là của khí nhận. Chia số mol khí là 0,02 bằng 10. Như vậy khí sinh ra là khí N2. Sau khi tìm được khí N2 rồi, các em ốp công thức giải nhanh. HNO3 sẽ bằng 2 lần oxy. Đó, 2 lần oxy là oxy ở trong oxit này, cộng với 10 lần N4NO3, cộng với lại 12 lần khí N2. Thay số vào, thầy có kết quả bằng 0,36 mol. Đáp án thầy có là C.